Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình học được một cách kho cá mới từ cô Xuân. Và mình khuyên chia sẻ đến cô bác anh chị em và các bạn để ai cũng có cá kho thiệt ngon cho gia đình. Cá ngon chưa? Màu đẹp quá chừng. Thịt cá mềm nhưng mà nó săn chắc, không bị nát. Nước kho sệt nên màu đẹp. Tớp mỡ giòn. Và một bữa cơm ngon. Để làm món cá kho này thì mình sẽ kho với lại cá ba sa hoặc là cá catfish cũng được luôn, cá bông lau. Đây là mình khuyên mua cá đã cắt khứa sẵn, cá đông đá. Bởi vì ở đây không có cá tươi, sau khi mình để tan đá khoảng 70%, khứa cá vẫn còn cứng cứng. Nếu chị em nào mua cá tươi thì mình cắt độ dày khoảng 3cm cho đến 4cm là tối đa. Một ký cá đông đá sau khi để tan ra còn khoảng 800g. Ở đây là mỡ heo hoặc là thịt ba rọi cũng được luôn, để mình làm tớp mỡ 120g. Quan trọng đó là mình phải rửa cá cho thiệt sạch để không bị tanh. Mình sẽ rửa với lại nước tắm nóng. Sau đó mình rửa qua một bận. Mình chế vô 1 lít nước và cái nước này là nóng ấm. Ở đây là nước cốt chanh. Chị em và các bạn cho vô khoảng hoặc 1 hoặc là 2 muỗng cam. Ở đây là muối. Mình cho 1 muỗng cam nữa. Chanh với muối với nước nóng nó sẽ giúp nó loại bỏ được cái chất nhớt cho da cá. Cạo. Bên trong đây nó có cái máu nè. Mình phải cạo bỏ hết ra cho thiệt sạch. Bởi vì không thôi nó sẽ bị tanh đó. Và mình sẽ rửa lại 2-3 lần nước cho thiệt sạch luôn. Cá sau khi rửa sạch mình để ráo, cho ra một cái tô lớn để ướp. Ngày xưa ông bà mình kho với lại đường thẻ hay là còn gọi là đường tán. Cái này là 1 muỗng canh, 2 muỗng canh. Nếu mình ướp bằng đường cát trắng á, thì mình sẽ cho 1,5 muỗng canh thôi. Bột nêm gà, 1,5 muỗng cà phê. 1/4 muỗng cà phê muối. Nước mắm 2 muỗng canh, mỗi muỗng 15ml. Tiêu rang mình giã cho dập ra rồi cho vô đây khoảng nửa muỗng cà phê. Tiêu rang nó mới thơm anh chị em và các bạn. Ngày xưa mình khuyên không có biết, mình kho cái tiêu thường nó không có thơm. Và mình cũng mới học được một bí quyết để khử cho mùi cá nó không có tanh nữa, đó là mình kho với lại ớt khô. Cho vào đây nửa muỗng cà phê hoặc là thích ăn nhiều cho nhiều hơn. Cái dầu hành tỏi phi mình cho vào đây nửa muỗng canh. Rồi trộn kỹ lại. Ướp khi nào mình nhìn thấy đường nó tan hết là được. Và để cho mỡ giòn mình sẽ mua cái mỡ trên lưng. Tức là cái mỡ này nè, cái mỡ mà nó cứng á, và cái mỡ này nó có hai lớp như vậy nè, thì mình phi lên nó sẽ giòn. 500ml nước thì khoảng 2 muỗng cà phê đường. Rời giấm hoặc là chanh đều được, mình cho nước cốt chanh 2 muỗng cà phê luôn. Sau đó mình luộc mỡ cho nó hơi chín để cho nó cứng lại đó, thì mình cắt ra cho dễ, đồng thời giúp cho mỡ khi phi nó giòn. Để tạo thơm mình có một củ hành tím 25g, 2 tép tỏi 10g, 2 cọng hành lá và ớt cay hoặc là không cay. Để cho thơm thì mình nên đập ra. Như vậy thì nó mới ra được mùi hương. Và mình cắt không cần phải nhuyễn. Tỏi cũng vậy luôn. Nhà mình có con nít thành thử ra mình không có dám đập ớt ra. Hành lá thì mình cắt riêng, cái gốc hành mình cũng nên đập và cắt lớn lớn luôn. Còn cái phần lá này, một phần thì cắt khúc, một phần thì cắt nhỏ, thiệt là nhuyễn luôn. Mỡ này mình sẽ cắt ra 1cm. Khi mình cắt mỡ nghe nó sực sực đó, là chút nữa cái mỡ mình phi xong nó giòn lắm.
với thịt ba rọi thì mình nên bỏ da, cho một xíu nước và đảo cho đến khi cạn từ từ. Sau khi cạn nước, mình tiếp tục mình đảo cho ra mỡ và để ở lửa trung bình, thỉnh thoảng quay lại đảo. Để cho hành, tỏi, đầu hành trắng, tiếp tục mình đảo lên cho thơm. Chờ cho đến khi nào mình nhìn thấy tỏi với hành nó nâu lên đó, mình rắc vào đây chút xíu xíu muối. Nếu có nước màu đường rồi thì mình khỏi làm, còn không có thì mình cho vào đây một muỗng canh nước, một muỗng canh đường vàng hoặc là đường trắng đều được. Sau đó mình để lửa lớn, chờ cho sôi bùng lên như vậy nè. Thì anh chị em và các bạn nhấc nồi ra khỏi bếp hoặc là hạ lửa xuống cho nó nhỏ. Mình để từ từ cho lên màu caramel, đừng để lên khói là mình ăn bị độc á. Khi mình nhìn vô nồi mình thấy nó sôi sôi như vậy và cái màu như vậy là được rồi, nó gọi là nâu cánh gián đó. Thì mình tắt bếp luôn và chờ cho nguội. Cho vô một muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê tương ớt. Khi mình cho tương ớt thì cái màu nó sẽ tươi sáng và đẹp, đồng thời cũng khử được mùi tanh của cá. Mình mở lửa lên lại cho sôi cái này, cho vô một muỗng canh mỡ hoặc là dầu ăn. Và nhìn thấy cái màu đẹp chưa? Lúc này mình cho 50ml nước, mở lửa cho sôi bùng lên là mình có màu. Mình lấy cái nước màu này cho vô cá, mình chừa lại nữa chút xíu nữa mình cho vô sao, rồi tiếp tục ướp cho đủ thời gian. Hôm nay mình sẽ để 1 tiếng luôn, mình kho cho nó thấm. Bởi vì cá trong đá đó, mình cần để lâu, cho cái cá nó tan đá thì nó thấm mình trâu nó mới ngon. Và sau khi đủ giờ, anh chị em và các bạn cho cá vô chảo nè. Mình xếp một lớp, kho cá nó mới ngon. Mình để lửa trung bình, tao sơ cái da cá qua mỡ đi, giúp cho da cá nó thơm đó, khử mùi tanh. Cho hết gia vị, mình lật trở đều. Rồi mình mở lửa lớn lên cho sôi bùng lên, nước màu vô. Chừa một muỗng canh để chút xíu nữa mình cho sao để cho nó đẹp. Cho nó khoảng 1-2 phút cho bốc hết cái mùi tanh cá lên. Mình lấy 100ml nước tráng cái tô. Chờ cho cá nó sôi bùng lên rồi, để khoảng 2 phút. Thì hạ lửa nhỏ xuống, để trung bình. Đậy nắp lại. Nãy giờ mình kho được 10 phút rồi. Bây giờ mình quay lại mình trở, cho nó thấm đều gia vị. Rồi cứ riu riu mình kho cho cạn. Sau khi mình thấy cạn vừa đủ rồi, còn bao nhiêu nước màu anh chị em và các bạn cho vô hết luôn. Và nhân đây thì Bình Khuyên muốn cảm ơn chị Xuân đã chia sẻ cho Bình Khuyên cách kho này. Cách này Bình Khuyên kho thấy ngon quá nên chia sẻ đến cô bác anh chị em và các bạn. Đợi chút xíu mắt kho cá xong rồi ăn luôn nè. Cá ba sa kho tộ, kho tiêu. Thơm ha. Mình kho cách này thịt cá nó chắc, nước kho sệt sệt như vậy là được rồi. Chừa cái nước kho này để chút nữa mình chan lên cơm cháy á, ăn ngon lắm luôn á. Rồi mình cho ớt lên nè, hành nữa, cho tép mỡ. Có thể cho ra cái tộ thì mình có món cá kho tộ. Cá kho tiêu. Ngon.
Ngon nhất là mình cho vô cái nồi đất á, mình cho lên bếp điện, để lên bàn, khi nào ăn thì cứ để sôi sôi sôi, mình ăn với lại rau luộc, cơm gạo dẻo. Cô bác anh chị em và các bạn thấy cá kho ngon chưa nè? Nhớ kho cách này và kể cho mình khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới. Và chúc nhà nhà cùng ngon cơm. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.